Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Còn tưởng là giải thoát nữa, nghĩa là Kim Chỉ Lam chủ tịch còn tồn tại cấm chế gì? Không phải chứ, vậy bây giờ phải làm sao? Mạc Phàm, cậu có thử qua đổi hướng hay không? Cho dù là đổi hướng cũng... Mạc Phàm, cậu đã nghiêm trọng kéo thấp IQ của đội ngũ chúng ta rồi. Chúng ta thành công rồi. Harlequin, tiếp nhận trừng phạt đi. Đây là cửa minh giới được mở rồi. Chiến dịch kim tự tháp Harlequin cuối cùng đã có thể xoay chuyển rồi. Người trẻ kia đúng là cứu tinh của Kairio. Cuối cùng đã hít thở được không khí mới rồi. Nếu tính thời gian, chúng ta đã ở trong kim tự tháp một tháng rồi. Các em gái xinh đẹp của Cairo, tôi đã quay về rồi đây. Thành phố Cairo, đây mới là những ngày con người lên sống chứ. Dì Cửu U Hậu, đã bao nhiêu tuổi rồi còn thích chơi trò dọa người như vậy. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành cũng không tệ. Lại có trận để đánh rồi. Hy vọng minh giới không khiến chúng ta thất vọng. Các người chỉ cần không làm phiền đến người sống, đó là chuyện tốt lắm rồi. Hừm, vong linh vốn dĩ chính là thèm khát máu. Cửa minh giới lần này vừa mới mở ra, chẳng qua chỉ là tinh lực tạm thời chuyển lên trên người của Harlequin. Lần này ra ngoài mà chết bổn cung rồi, mượn không gian khế ước của cậu ngủ một giấc. Không phải chứ, gì cũng không phải là khế ước thú, còn có thể chui vào không gian khế ước của tôi sao? Cậu cứ mở là được. Ở đây chật chội quá đi, ta đi qua phòng bên cạnh ngủ. Từ lúc nào mà mình có thêm một không gian khế ước vậy? Trừ khi mình còn có thể lấy được con khế ước thú thứ hai. Nhà hàng Pinh Chi Linh, Mạc Phàm, sao cậu vẫn chưa tối lại vậy, chưa lối tay lại vậy? Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sao? Trước tiên phải lại bỏ sự ăn mòn của hắc ám trước. Nếu không sẽ không có cách nào để gắn lại. Cậu cứ từ từ ăn, tôi đi trước đây. Nhanh đi đi. Tiểu đồ đệ đó của cậu vẫn luôn ở bên ngoài đợi đấy. Đại ca ca, chúng ta ra ngoài chơi thôi. Hôm nay vui thật, em có thể học ma pháp được không? Đã hứa là dạy cho em rồi, anh đưa em đi thức tỉnh. Sân huấn luyện, trước tiên phải xem thử em thích hợp với ma pháp hệ gì. Hình như em có chút đặc biệt. Trong cơ thể của em có một tiềm năng, có nghĩa là sau khi em thức tỉnh, có thể lấy được thiên phú bẩm sinh. Thật sao? Nhưng mà năng lượng này vẫn chưa ổn định. Anh để lại một ấn ký linh hồn giúp em củng cố. Em cứ tiếp nhận nó, để nó dung nhập vào trong linh hồn của em. Anh ơi, em thích anh. Cho dù là anh có lừa dối em cũng không tức giận. Nhưng tại sao anh lại mơ mộng nô dịch linh hồn của em?